Xin chào tất cả các học sinh. Các em học sinh đã biết là trong chương trình luyện thi Trung học phổ thông quốc gia của chúng ta vào trong năm nay thì có rất nhiều đổi mới từ phía các đề thi, các bài toán khó liên quan đến phần hệ phương trình, bất phương trình, phương trình vô tỉ, trong đó nhất là về bất đẳng thức. Do đó thì tất cả các em học sinh chúng ta trong năm cần phải có những cái đổi mới nhất định, cần phải có phương pháp tập nhất định đối với các phần trên. Thế thì trong thời gian vừa qua thì anh kết hợp với tuyển sinh 27.com đã xây dựng ra khoa học ứng dụng Casio trong giải toán. Khoa học ứng dụng Casio trong giải toán này là một khoa học mà chúng ta sử dụng máy tính Casio ứng dụng vào nó trong giải toán, nhất là với hệ phương trình, bất phương trình và phương trình vô tỉ. Ngoài ra một chút ứng dụng trong bất đẳng thức nữa. Thế thì ứng dụng của Casio trong giải toán là cực kỳ lớn, nhất là trong cái câu lấy điểm 9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì ứng dụng Casio có những gì? Nó có rất là nhiều ứng dụng, nhất như là về rút gọn biểu thức, về tìm nghiệm, về ứng dụng ép tích, rồi là đưa biểu thức từ một biểu thức cồng kềnh phức tạp thành những tích, những biểu thức vô cùng gì đẹp gọn mà chúng ta có thể giải quyết nó nhanh chóng hơn. Các em biết rằng là Casio thì từ xưa đến nay thì vẫn luôn được mọi người xem trọng và sử dụng nó trong việc giải các câu về bất phương trình, hệ phương trình và phương trình vô tỉ. Thì ở trong khoa học này, khoa học ứng dụng Casio trong giải toán này, thì anh sẽ cung cấp cho các em 10 video này sẽ bao quát hầu như là toàn bộ các cái dạng, các cái phương pháp Casio mới xuất hiện gần đây, được anh sưu tầm, được anh sáng tác và sưu tầm từ các thầy cô, các bạn học sinh ở trên toàn nước, để cung cấp cho các em một cái cách nhìn bao quát nhất về Casio trong giải toán. Thế thì cái 10 video này thì nó gồm cho chúng ta từ những thủ thuật Casio đơn giản cho đến việc giải quyết một cái phương trình vô tỉ, mà phương vô tỉ các em rồi nó là cốt lõi của giải bất phương trình và hệ phương trình nhá. Trong việc giải phương vô tỉ này chúng ta chia nhiều trường hợp, như là trường hợp hai nghiệm xấu, hai nghiệm đẹp và một nghiệm đẹp, vân vân. Thế ta giải quyết toàn bộ phương vô tỉ, sau đó sẽ ứng dụng trong gì giải hệ phương trình với các phương pháp ép tích, phương pháp ẩn phụ, và trong bất phương trình là một cái phương pháp đưa về gì bất phương trình cồng kềnh thành một tích các cái biểu thức với nhau thông qua phương pháp phân tích đa thức nhân tử với một căn thức, nhiều căn thức và với phương trình như bất phương trình hữu tỉ không chứa căn nhá. Ứng dụng của nó rất là mạnh mẽ, và anh tin rằng là trong sau khi học xong khóa ứng dụng Casio trong giải toán này thì các em sẽ có một cách nhìn tốt hơn về việc giải quyết một phương trình vô tỉ. Và hơn nữa thì 10 video này nó sẽ là nguồn tài liệu để các em luyện thi cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia gần gần, và video này sẽ sớm được bên tuyển sinh 27.com phát hành cho các em và như một phần quà tặng cho các em. Chúc các em học tốt và sử dụng 10 video này như một tài liệu học tập vô cùng phong phú. Xin chào tất cả các em.